Hi, chào anh nghe Hoàng, chị ở đâu? Mình là Tờ Lũ 98. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Đây là video bản áp tập số 457 của mình. Ok. Đôi hình sự ác này là ác VIP 14 các bạn nhé. Ở server bao nhiêu nhỉ? Cái gì nhỉ? Quên luôn, để được các anh em cho mình mấy giây mình check cái server cái. Ok, ác ở server số 49, VIP 14, một ác sang thế hổ, giá siêu đông dân dành cho các anh em. Lượng kim cương còn lại là xuất chỉ 20 nếm cương, chắc là không đủ đua Mukai đâu, chắc đua nhẹ thôi, đua khoảng độ 3.000 điểm, 2 hơn 2.000 điểm tí, hai hơn 2.000 điểm chút, các anh em đua vòng 1, vòng 2 thì quẩy sau nha, vòng 2 quẩy sau, vừa mới đua Terry 2K3 này, còn chưa kịp ghép vào luôn. Đấy, 185 mảnh. Các anh em nào mà mua ác về thì có thể sử dụng mảnh bản năng ở trong này để đưa tay đi 2K3 vào đội hình chính thì chắc chắn là nó sẽ lên được top đấy, còn hơn 200 mảnh bản năng cơ, đúng không? Đấy, rất là ổn. Ok, 183 mảnh ác Wimson này. À, quên mất cái gì nhỉ? Tay đi 2K3 này, đúng không? Đấy, rất là ổn. Nói chung mình sáng thấy ổn chuẩn mực, nhưng mà công nào online thì cái gì nhỉ, mua ác về thì chịu khó là vào xây lắp lên, đúng không? Chứ bây giờ chủ ác cũng không online nữa nên là thành ra mình cũng không muốn gỡ đâu, gỡ ra tốn thời gian lắm. Đấy, đăng video để các anh em nào mua ác về mày mò mà chơi thì mình nghĩ là phải mày mò lao động chân tay tí, đúng không? Game ước cái công ăn sẵn thì nó rất là chán. Đấy, đôi sử dụng thì các võ sĩ xong viện trợ xịn các bạn nha. Orochi ấy tử tế đấy, đùa đâu, đúng không? Cháu sao cứu ước ngon lành này. Đấy, zero cao nét ca phẩy anit kula và cuối cùng là mai thay Mukai và thay kali 2K3 vào con này, đúng không? Đấy, thay Mukai và con cao nét này. Đấy, môn nước này như sau với 14 cho nên là đàng hoàng quay mèo phun mốc đỡ tức siêu nhiều, tư chất 14 của mai ban môn luôn rồi. Anit thì thiếu 1-2 tầng là lên lục môn, zero thiếu tầng cuối, mảnh vãn năng này các anh em đổi ra một lần. Cao nét thì mình đề xuất để mức này thôi, sau này viện trợ cho vào sau. Ca phẩy lục môn rồi, thiếu mỗi hồn vũ khí thôi. Kula cũng thế luôn, đúng không? Hơi đen tí, mỗi cái thiếu một hồn vũ khí các anh em đối sự kiện chắc chắn là sẽ có. Bên dưới còn Yorizi ở đội hình 2, nói chung mình đội hình 2 sẽ đội hình tứ hồn, bắn tắt như vậy. Chủ yếu mình check đội hình 1 thôi. Về danh sách võ sĩ mỗi vừa check rồi, túi đồ còn hơn 200, còn hơn gần 200 mảnh vạn năng cơ, đúng không? Các anh em yên trí là nâng đồ thoải mái, đây hồn khí tay 2K3. Nói chung thì T2K3 cho vào lan học đầy đủ đấy. Bên dưới này thì mình xem còn cái gì cần đáng chú ý. Lúc ấy có check rồi đúng không? Hơn 300 chiến thần này, đây này, đúng không? Ok. Tốt lúc trường của áo này trong 20 giờ 9 ngày hôm nay, chả biết đâu mình có online không nhỉ. Rồi ok, như vậy không online và chắc chân trong top 15 các bạn nha. Còn nguyên 5 lần đánh. Còn các anh em nào mà online thì có tỷ lệ đánh vào top 10 thôi, mình cũng xin nhắc lại là có tỷ lệ thôi. Uy lực thì cao nhưng phải thấp, hơn 36.000 cơ, nhưng mà không có tally 2K3 nên thành ra là nó hơi khó lăn vào top 10. Khi mà top 10 thường thường thì những người chơi người ta xây đội hình nó rất là ngon lành cảnh đào rồi. Thế thì anh em nào mua ác về thì bui tally 2K3 vào, mình có thể chắc chắn một điều là có tỷ lệ đánh vào top 10. Đấy là sách giáo khoa biết thế rồi, đúng không? Nó không thể sáng khác được. Ok, còn tầm này thì hơi khó. Tally 2K3 không chỉ là hạt nhân của team hổ với những cú đấm one shot on kill mà còn có khả năng gây ra cái ảnh hưởng là kháng chí mạng cho toàn đội lên tới 2 lượt, điều đó rất quan trọng khi kết hợp với Anit, đúng không? Không phải ngẫu nhiên mà không có sáng thế hổ thì sẽ không được phép là nói là Teddy, không biết không có Teddy 2K3 thì nếu như mà cứ cố tình mà nói là sáng thế hổ thì nghe rất là buồn cười, đúng không? Thông tin app mình nghĩ sẽ đủ xong. Giá của ác là 1 triệu tròn đã bao gồm tất cả các loại chi phí. Bạn nào mua ác thì liên hệ với mình nhờ số điện thoại cũng nhờ link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số 457.